Diệt côn trùng toàn phát xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái mẫu sản phẩm MAP Permethin 50EC mới. Cái sản phẩm này thì mới đây là nó có thay đổi rất là nhiều thông tin. Không những là về cái mẫu mã nhìn nó khác đi một chút và cái thông tin của đơn vị sản xuất nó cũng thay đổi. Nhất đây này, bên tay trái mình là cái chai cũ, cái chai mà quý vị nhìn thấy cái viền xanh ở dưới này này. Đấy, là cái mẫu cũ. Đó, cái mẫu này là sản xuất tháng 3 năm 2021 này. Còn bên tay phải là cái mẫu mới này, sản xuất tháng 9 năm 2021. Thì nó khác nhau về cái đơn vị sản xuất là trước đây á, cái chai mẫu cũ này là đơn vị sản xuất là Hockey của bên Anh Quốc. Đây này, sản xuất tại Hockey International này. Đấy, của Anh Quốc. Còn cái đơn vị sản xuất của cái mẫu map mới này á, thì nó là của bên trực tiếp map Pacific Amata Biên Hòa họ làm luôn, đơn vị sản xuất đây. Thì về việc thay đổi cái thông tin của nhà sản xuất là thứ nhất là cái nhãn chai nó cũng hơi thay đổi một chút là thứ hai. Thứ ba là về cái hạn sử dụng. Cái mẫu cũ nhập khẩu này là nó sẽ hạn dùng nó là 25. Còn cái mẫu mới á, đây. Nhìn này. Đây là cái chai mình đang quay là cái chai mẫu cũ nha. Này, hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất này. Còn cái mẫu mới này, 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Thì về cái việc mà thay đổi thông tin của đơn vị sản xuất và thay đổi thông tin của cái hạn dùng này á, thì là trên bên Map Pacific họ đã ra cái thông báo về cái việc thay đổi mẫu này rồi và thay đổi đơn vị sản xuất. Lý do là trước đây á là cái sản phẩm Map Permethin này là do công ty Map Pacific, công ty gốc của Singapore đấy, họ thuê cái đơn vị là công ty Hockey của Anh Quốc này sản xuất đóng chai. Còn đâu từ tháng 9 năm 2021 này thì họ chuyển giao nhà máy đóng chai về bên Amata Biên Hòa chịu trách nhiệm đóng chai sản xuất luôn. Vậy nên là họ có làm một cái mẫu thông báo thay đổi, thì một chút nữa mình lên máy tính mình mở cái file PDF lên để cho quý vị thấy là cái thông báo của bên nhà sản xuất. Đó là một số chút thông tin thay đổi về cái sản phẩm MAP Permethin. Đây là cái dòng sản phẩm rất phổ biến ở thị trường Việt Nam mình rồi. Nhiều người sử dụng, nhà dân sử dụng rồi, các đơn vị đi làm cũng hay sử dụng lắm. Nên là khi có cái mẫu mới thì mình cập nhật để quý vị biết được. Thứ nhất là cũng an tâm sử dụng, thứ hai là tránh lo lắng mua phải hàng đẻo, hàng giả gì đó. Thì quý vị cũng phân biệt, đây là cái chai mới nhất nha. Cái mẫu mới này. Đó, thì cái nắp nó vẫn màu xanh ngà một chút này, màu trắng nhưng mà nó hơi xanh, hơi đục đục. Tem này. Rồi, logo xuất ở đế chai này. Đó, đế chai cái logo in nổi nên khi sờ tay vào quý vị sẽ thấy nhá. Cái chữ Map Pacific này, logo của hãng này. Đó. Trên cái nhãn thì nó cũng có một chút thay đổi về cái hình thức. Nhìn kỹ thì sẽ thấy thôi, ngoài cái màu vàng ở bên dưới này, cái phần đọc cao này. Trên ở chỗ này nó sẽ không có cái dòng là sản phẩm của Anh Quốc nữa. Như cái mẫu cũ đây. Mẫu cũ ở đấy nó có dòng sản phẩm của Anh Quốc này. Nguy hiểm bảo quản xa trẻ em. Chế phẩm diệt côn trùng gia dụng y tế. Gồng nhanh thì nó vẫn thế nhưng bên này chỗ này sẽ đánh dấu là đọc cao. Cái này là cái nội dung mẫu nhãn bên y tế mình nó bắt buộc mới cập nhật như vậy. Đơn vị đăng ký. Đó, thông tin đầy đủ. Rồi một chút mình sẽ ghép cái phần kia vào đây để quý vị theo dõi cái giấy nhé. Và các bạn nhé, đây là cái vừa lại mình nói đó, là mình sẽ quay cái mẫu giấy thông báo thay đổi nhãn sản phẩm MAP Permethin 50EC. Đây là cái thông báo của bên hãng Map Pacific có gửi cho này. Đó, kính gửi quý khách hàng này. Công ty Map Pacific Singapore, viết tắt là MPS, gửi lời cảm ơn này về sự hợp tác và ủng hộ
chế phẩm diệt muỗi Macbermitin trong nhiều năm qua. Đó, dòng sản phẩm phổ biến là chế phẩm Macbermitin 50EC có công thức pha chế và tên thương mại độc quyền, sở hữu bởi công ty Mac Pacific, trụ sở là tại Singapore, là công ty mẹ của MPM, viết tắt là công ty Mac Pacific Singapore ở Việt Nam mình đấy. Trước đây thì công ty Hockey là đơn vị sản xuất theo hợp đồng thuê gia công của Mac Pacific cho sản phẩm Macbermitin 50EC. Từ tháng 5 năm 2021 thì công ty mẹ đổi đơn vị sản xuất và công ty con MPS này là đơn vị ở Amata Biên Hòa đấy. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm được sản xuất là hoàn toàn không thay đổi so với đơn vị sản xuất trước đó. Đó. Nhãn chế phẩm được lưu hành trên thị trường như hình 1 dưới đây. Đây là trước đây là nó có cái nhãn như hình 1. Và khi đăng ký đơn vị sản xuất, nhãn điều chỉnh theo quy định mới của Bộ Y tế như hình 2. Đây là cái nhãn cũ là hình 1 này. Quý vị thấy chưa? Đó. Nhãn mới là hình 2 này. Như hai cái chai mình vừa quay video đó. Đây là cái chai nhỏ. Chai nhỏ hiện bên mình đang tạm ngưng nên là mình chưa có quay cái chai nhỏ, mà chỉ quay hai chai lớn thôi. Xin thông báo để quý khách biết và an tâm sử dụng sản phẩm. Công ty Mac Pacific Singapore, chi nhánh tại Hà Nội, giám đốc Đỗ Anh Dũng. Đó, đây là thông tin của công ty ở Amata Biên Hòa này. Macpacific.com này. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của công ty diệt côn trùng Toàn Phát. Mình cũng chỉ giới thiệu ngắn gọn để cho quý vị có thể hiểu về cái mẫu mã mới sản phẩm và vì sao mẫu nó thay đổi vậy nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.